Chào mừng tất cả mọi người đã đến với WeRZ. Mình là Đạt La và hôm nay ngay bên cạnh mình đây chính là một siêu phẩm cực hot đến từ nhà Yamaha đã làm khuấy đảo cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Một chiếc xe được xem là sự kết hợp giữa những cái đường nét tinh tế của thời điểm hiện đại cộng với những cái nét rất là cổ điển của những thập niên trước. Và đây, chiếc XSR155 là nhân vật chính của chủ đề video ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thì hãy cùng mình đánh giá tới ngoại hình của chiếc XSR155 này. Thì đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên chiếc xe này tạo ra cho mình, nó có một cái form ở ngoài rất là to luôn nha mọi người. Tất cả những cái chi tiết từ đầu đèn này cho tới cặp phục upside down với một kích thước rất là lớn, tới cái thiết kế bình xăng và toàn bộ cái dàn chân của nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là cứng cáp, rất là chắc chắn khi mà mình lái nó luôn. Toàn bộ xe thì được phủ một cái lớp sơn màu đen nhám, tạo nên một cái nét rất là hầm hố và rất là cơ bắp. Phần bình xăng 10,5 lít được thiết kế theo dáng giọt nước rất là cổ điển, phối hợp với những cái đường nét rất là góc cạnh hiện đại, và nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là lực khi mà mình ở góc độ của người lái. Và phần đầu đèn đây đã được chủ xe độ lại với rất là nhiều những cái bóng led và bi cầu ở bên trong, nó tạo cho mình một cái cảm giác gì đó rất là hầm hố, rất là gấu hơn, nó Batman hơn rất là nhiều so với phiên bản gốc. Phần xi nhan cũng đã được chủ xe độ lại theo hình viên đạn, tạo một cái cảm giác nó trẻ trung và nó rất là năng động. Chiếc xe được trang bị đồng hồ điện tử LCD cho hiển thị đầy đủ tất cả các tính năng. Nhưng mà riêng đối với bản thân cá nhân mình thì mình thấy cái khả năng hiển thị của đồng hồ này chưa thực sự hiệu quả. Khi mà đi ở ngoài trời nắng thì các bạn sẽ rất là khó quan sát được những cái thông số ở trên đồng hồ xe. Phần ghi đông thì được thiết kế cứng cáp với cái một cái góc lái cho khá là rộng, và nó sẽ hơi chồm về trước một tí, rất là đặc trưng của dòng Naked nha mọi người. Tuy nhiên thì cái dáng ngồi của con này thì nó vẫn khá là thẳng lưng so với những cái mẫu xe Naked khác cùng phân khúc như là MT15 hoặc là CB150R. Rồi, một trong những cái điểm mình rất thích ở chiếc xe XSR155 này đó chính là cái cặp phục upside down rất là khủng, có đang nghe đằng trước của nó như thế này nha mọi người. Đây, kích thước phục rất là to, không thua gì mấy con 300 phân khối luôn. Nó tạo cho mình một cái cảm giác cái xe nó rất là cứng cáp, đặc biệt là từ góc độ nhìn từ trước tới. Đấy, và khi mà nói về cặp phuộc này, nó không chỉ là một con hổ giấy. Đấy, khả năng giảm sốc của cặp phuộc này nó cũng rất là tốt khi mà nó handle những cái ổ gà. Khi mà đi qua những cái gờ, những cái nắp cống, những cái ổ gà này không hề cảm nhận được rung động của nó. Tiếp đến là yên xe dạng bánh mì rất cổ điển với chiều cao yên là 810mm. Để mà so sánh cho nó dễ thì mọi người có thể thấy cái yên của chiếc này chỉ cao hơn yên của quay 110 chỉ có 4cm thôi nha mọi người. Cái điểm tiếp theo mà mình cực kỳ thích ở cái chiếc xe XSR155 này đó chính là cặp lốp của nó nha mọi người. Lốp sau có kích thước là 140 vành 17, và lốp trước có kích thước là 120 vành 17. Đây, cặp lốp này thì nó rất là mập và nó cho mình một cảm giác ôm cua rất là chắc tay. Và trong cái dàn cái từ từ cắt nha, giờ vô tiếp nha. Cặp lốp to như thế này thì nó tạo cho chiếc xe một cái dàn chân rất là khỏe khoắn. Và đó là về ngoại hình của chiếc xe. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đến với trái tim của nó. Đó chính là phần động cơ với dung tích 155cc sản sinh ra 19 mã lực và mô men xoắn cực đại ở 10.000 vòng trên phút, cho ra một cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này ở mức khá tốt. Rồi, đó là về tổng quan về chiếc xe. Còn về con người thì sao? Bây giờ chúng ta hãy nói về trải nghiệm lái của người ngồi khi mà điều khiển chiếc Yamaha XSR155 này. Thì có hai cái điểm mình cực kỳ thích về chiếc Yamaha XSR155 này. Thứ nhất chính là cái cảm giác khi mà chúng ta ngồi lái, cái tư thế ngồi của nó khá là thẳng so với những cái dòng xe Naked Bike cùng phân khúc như là MT15 hay là CB150R. Thì như đã chia sẻ thì cái khả năng giảm sốc của cặp phuộc upside down này khá là tốt, và nó handle những cái ổ gà, ổ voi trong cái điều kiện đường phố ở Sài Gòn nó khiến cho mình rất là hài lòng. Khi mà đi ngang những cái gờ cống hoặc là những cái ổ gà, hầu như là mình không cảm nhận được quá nhiều cái rung chấn, cái dư chấn mà chiếc xe nó phải chịu đựng. Cho nên là khi mà đi cái chiếc này trong Sài Gòn với cái tư thế ngồi thẳng và một cái độ đầm nhất định đến từ cái dàn chân cứng cáp của nó, thì nó cho mình một cái cảm giác rất là chill luôn mọi người. Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều những cái điểm tốt khác về cái chiếc xe này mà mình thích. Ví dụ như là khả năng chiếu sáng rất là tốt. Khi mà mình tua xa, mà mình vượt đèo các kiểu thì cái khả năng chiếu sáng của cái đầu đèn này nó cho một cái hiệu quả chiếu sáng rất là tốt nha mọi người. Hoặc là cái cặp bánh của nó rất là to cho mình cảm giác khi mà mình ôm cua hoặc là mình chạy bình thường thôi cũng được. Nó rất là đầm cái xe của mình. Và với những người thích cái
phong cách lái xe của người xem hoa như mình thì nó rất phù hợp và mình rất là hài lòng. Tuy nhiên thì có một cái điểm mà mình chưa thích ở chiếc xe này, đó chính là phần ghi đông zin của nó vẫn hơi chồm về trước một tí. Nó sẽ khiến cho mình bị mỏi khi mà mình đi một cái đoạn đường xa. Và đó là một số những trải nghiệm của tụi mình về mẫu xe XSR 155 này. Một cái mẫu xe là có thể gọi là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét cổ điển và những nét hiện đại của thời kỳ hiện nay. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu như đến đây có gì thắc mắc các bạn cứ hãy comment ở bên dưới video này, tụi mình sẽ giải đáp nha. Thank you.